khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý khán giả, đồ ăn chay hiện đã trở thành thực đơn được ưa chuộng trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Thực phẩm chay hiện nay được xem là một trong những sự lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe khi mà thực phẩm bẩn đang tràn lan tại các chợ. Nắm được tâm lý này, một số cơ sở làm đồ chay đóng gói sẵn để cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải đồ chay nào thì cũng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhất là sau khi được chế biến, bằng mắt thường, người tiêu dùng càng khó lòng phân biệt được đâu là những món ăn an toàn. Hiện nay, các nhà hàng chay bình dân, các món chay được chế biến khá đa dạng. Hầu hết các hàng quán bán đồ ăn chay hiện nay luôn tấp nập khách. Việc ăn chay từ lâu được mọi người cho là tốt cho sức khỏe. Nhưng trước tình trạng mất kiểm soát thực phẩm bẩn như hiện nay, liệu những đồ ăn chay giả mặn có đảm bảo hay không? Đậu hũ, măng, nấm, các loại rau củ, tất cả đều là những loại nguyên liệu quen thuộc đối với mỗi người dân, đặc biệt là với người ăn chay. Chúng được chế biến thành rất nhiều món ăn chay khác nhau. Ngon và lành, người tiêu dùng không tiếc những lời bình phẩm có cánh cho những thực phẩm chay giả mặn này. Tuy nhiên, độ an toàn của những món chay giả mặn này lại bị đặt dấu hỏi khi trong thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục kiểm tra và phát hiện những loại thực phẩm này bị phù phép biến hóa từ những loại nguyên liệu dơ bẩn, quy trình chế biến độc hại. Cách đây không lâu, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện một cơ sở sản xuất 70 tấn măng tươi ngâm chất tẩy trắng axit oxalic. Đây là hóa chất công nghiệp được dùng để tẩy trắng cho gỗ và dùng để nhả sét cho sắt thép. Tại các khu chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quản lý thị trường cũng liên tục phát hiện các loại dưa cải muối được ngâm hóa chất nhuộm vàng ô. Đây là một chất màu tổng hợp được sử dụng trong công nghiệp nhuộm vải, giấy, gỗ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liệt chất này vào danh mục cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. Việc sử dụng chất vàng ô trong thực phẩm sẽ làm giảm chức năng nội tạng của con người và đặc biệt là nguy cơ gây ung thư. Bên cạnh đó, nhiều loại thực phẩm chay giả mặn trên thị trường hiện nay cũng được chế biến từ các cơ sở nhỏ lẻ, không rõ nguồn gốc, bao bì, nhãn mác. Mặc dù thực phẩm chay được chế biến chủ yếu từ rau củ quả và các loại bột, đậu hũ, nhưng để tạo nên độ giòn dai, hương vị đậm đà giống với món mặn và có thể để lâu ngày, đôi khi nhà sản xuất phải sử dụng các chất bảo quản như hàn the, chất tẩy trắng. Các chất này đều là những chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Theo các chuyên gia y tế, thực phẩm chay giả mặn thường được làm từ tinh bột, ngũ cốc và đạm thực vật. Và để tạo độ dai, mùi vị giống như thực phẩm mặn, các nhà sản xuất cho thêm các loại hóa chất vào để tạo mùi, tạo màu, chất định hình, phụ gia và chất chống ẩm mốc vào các thành phẩm. Chất tạo màu, tạo mùi, nguồn gốc thường là hóa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, có khả năng gây rối loạn về hormone giới tính, thậm chí gây ung thư. Hiện nay, tại một số chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, thực phẩm chay được bày bán la liệt với hàng chục mẫu mã khác nhau. Giá của hầu hết các thực phẩm chay đóng gói sẵn, nhiều loại giá bán tính ra khoảng bằng 2/3 giá của sản phẩm mặn cùng loại. Đa phần, mọi người nghĩ rằng thực phẩm chay là an toàn tuyệt đối. Nhưng thực tế, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện nhiều bê bối liên quan đến đồ ăn chay. Ngày nay, ăn chay không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo, truyền thống của người Việt Nam. Nhưng để đảm bảo được sức khỏe, người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm chay từ rau củ quả và hạn chế sử dụng các sản phẩm đóng gói sẵn. Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo nếu chọn thực phẩm chay khô hoặc là chế biến ăn liền, người tiêu dùng nên chọn những thương hiệu có uy tín, có giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Còn bây giờ, trước khi kết thúc chương trình, mời quý khán giả cùng theo dõi một vài lưu ý mà chúng tôi đã tổng hợp. Sử dụng thực phẩm chay giả mặn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Cần chú ý tới màu sắc của sản phẩm, tránh mua thực phẩm đã bị mốc, thực phẩm tẩy trắng hay sản phẩm chế biến sẵn, dùng nhiều phẩm màu lòe loẹt. Khi chọn thực phẩm chay khô hoặc đã chế biến sẵn ăn liền, người tiêu dùng nên tìm những thương hiệu có uy tín, lâu năm,
đặc biệt là có giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Nên sử dụng những thực phẩm tươi như rau, củ và hạn chế thực phẩm giả mặn để tránh được những nguy cơ sức khỏe khó lường trước.